Chúc Amen. Hallelujah. Thi Thiên 37. Em xin đọc Thi Thiên 37. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ganh tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Amen. Cha giáo yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cảm ơn Cha gìn giữ tấm lòng của chúng con để chúng con không có phiền lòng bất cứ một điều gì, Chúa ạ. Vì tất cả nguồn sự sống từ nơi tấm lòng, từ nơi lòng mà ra, Chúa ạ. Để chúng con biết yên nghỉ trong Chúa, chúng con biết tin cậy ở nơi Ngài hoàn toàn và chờ đợi tới thời kỳ Ngài sẽ khai phóng chúng con, để chúng con khá ở trong xứ của Ngài là nơi hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, nơi trường thần học nước trời. Ngài nuôi chúng con bằng sự thành tín của Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con mỗi ngày được Chúa cho chúng con ăn thức ăn khoan lạc từ nơi Chúa, những lời dạy dỗ sắc bén của Chúa, những lời mà làm cho chúng con cũng phải đau đớn trong lòng, Chúa ạ. Anh Chúa, Chúa yêu chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con, Chúa không muốn cho chúng con phải đi vào những chiếc xe đổ mà chính chúng con đã nhìn thấy và xưa kia chúng con đã ở trong sự lầm lạc, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài đang đào tạo cho từng anh chị em của chúng con là những người lãnh đạo trong tương lai, những người lãnh đạo chân chính trước mặt Ngài. Nguyện tất cả những tâm tư của Chúa ở trong chúng con để chúng con nuôi sự ao ước mong muốn trông chờ lòng ao ước của chúng con, Ngài sẽ làm thành thành việc ấy, Chúa ạ. Xin cho chúng con phó thác đường lối cuộc sống cuộc đời của chúng con cho Ngài. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng con cầu nguyện cho tất cả các hội thánh cũng vậy, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con được nhìn thấy để chúng con cũng biết đau đớn trong lòng. Sự phán xét của Chúa luôn hằng ở trên mỗi người chúng con, trên con người cũ của mỗi người chúng con, để con người mới của chúng Amen. con luôn ở bên Ngài, được học với Ngài, và mới con người mới mới xứng đáng đồng cai trị với Chúa để khôi phục lại tất cả thân thể của Chúa là các hội thánh, Chúa ạ. Con cũng cầu nguyện sự phán xét của Chúa trên những hội thánh cũng như trên con người Babylon, con người cũ của những người lãnh đạo, các mục sư, các truyền giảng trong các hội thánh, trong các nhà hội mà họ chỉ cậy dựa vào Đấng Christ ở đời này, chỉ dạy những giảng dạy những giáo lý êm tai, Chúa ạ. Con cũng cầu nguyện sự phán xét của Chúa trên họ để con người mới của họ cũng được đồng cai trị với Chúa trong vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con và Ngài chính Ngài qua chúng con, Ngài dấy chính chúng con lên để chúng con cũng làm tất cả những chi thể khác được kích hoạt, các chi thể khác hoạt động trở lại mạnh mẽ, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài tiếp tục Ngài đổ đầy tràn ân điển của Chúa trên hội thánh sự thương xót Thiên Chúa, trên người cha Thục Linh của chúng con, trên mục sư Bùi Hoài Hương, trên em Hiến, em Nam, trên anh chị Trung Chi và trên chính con đây, để chúng con giữ tấm lòng của chúng con cho Ngài hoàn toàn, cuộc sống của chúng con hoàn toàn để mà phó dâng hiến cho Ngài từ thân thần linh linh hồn thân thể của chúng con. Bất cứ công việc gì chúng con làm, chúng con cũng có cái nếp nghĩ suy nghĩ cho cái giá trị của nước trời chứ không phải sự ở đời này, Chúa à. Chúa nói là chớ để làm lòng mình cho kẻ làm dữ. Nếu chúng con trông cậy những sự thế gian này là chính chúng con phải làm bị là kẻ dữ, Chúa à. Để chúng con cũng biết là phó mình cho chính Đức Giê-hô-va là đứng mà nơi chúng con
đã xuất thân từ 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 Ngài, và chúng con cũng sẽ kết thúc từ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng con để chúng con kiên trì bền bỉ đến cùng, siêng năng chăm chỉ học tập cùng với Chúa. Thời kỳ ân điển chạy rất nhanh, Chúa ạ, qua rất mau, để cho chúng con tận dụng thời kỳ mà Chúa dành cho chúng con ở nơi sự thương xót Thiên Chúa, để qua cái những việc chúng con học, chúng con cũng thực hành, đem ra thực hành nơi tại môi trường làm việc của chúng con, nơi đời sống mà chúng con đang ở, tại gia đình cũng như tại hội thánh. Những người xung quanh của chúng con khi chúng con tiếp cận, họ khen ngợi chúng con là đó là vinh hiển từ Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa khi chúng con được làm những điều mà đẹp lòng Chúa, họ khen ngợi chúng con, thì chúng con nhìn thấy vinh hiển của Chúa đang ngập tràn trên chúng con. Tất cả mọi vinh hiển thuộc về Ngài và chỉ mình Ngài mà thôi. Chúng con yêu Chúa, yêu nhau và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Mời hiến lên cầu nguyện. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen, 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 amen. Cảm ơn Chúa vì Vua David đã chỉ cho chúng con rằng chúng con tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Chúng con cảm ơn Ngài. Ông cũng dạy chúng con rằng phải phó thác đường lối của mình cho Đức Giê-hô-va. Ông cũng dạy chúng con rằng phải yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chắc trong lòng thì có được may mắn trong con đường mình. Mình Chúa, ông cũng chỉ cho chúng con là phải dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng. Con cảm ơn Chúa về tất cả lời dạy của Chúa đặt để trên của David. Chúng con biết chúng con trở nên làm vua, trở nên người đẹp lòng à, như vua David. Thì chúng con nhận lấy những lời dạy tốt của vua David khi chúng con làm những điều mà của Chúa bày tỏ trên vua David, thì Ngài sẽ đẹp lòng chúng con và nhìn thấy chúng con quả thật là giống Ngài, giống trong lời Ngài. Chúng con yêu mến những cái lời dạy dỗ của Ngài, Chúa ơi. Và cảm ơn Chúa Ngài đã đặt để trong hội thánh của chúng con chị Thủy, đặt để trong lòng chị những lời của Ngài, lòng đầy nói ra, chị đầy lời của Chúa trong lòng nói ra cho chúng con nghe. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Con cầu nguyện Chúa, cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện đẹp lòng Chúa đó là biết biết và biết khen ngợi dưới sự người khen. Chúa, chúng con khen bởi vì phải được tốt lên thật là tốt đẹp vì chúng là tuyệt vời của Ngài và con tâm đến Ngài, Chúa. Hallelujah. Và chúng con cảm ơn Chúa về trong hội thánh của con, hội thánh của Ngài đặt để trên đời sống của chúng con, ai cũng đẹp, ai cũng là xinh. Chúa, chúng con biết ơn Chúa về ta thuộc linh giáo chú cô chị. À, trước tiên là chúng con biết cảm ơn mình. Khi chúng con biết cảm ơn chính mình là chúng con biết cảm ơn tất cả mọi người. Như là chúng con biết lắng nghe thì chúng con chịu chung vào lắng nghe thì chúng con sẽ biết nói. Chúa, cảm ơn Chúa thì chúng con nghe những lời Chúa dạy dỗ để chúng con nói ra được những lời của Chúa dạy dỗ. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Và chúng con ngợi khen Ngài, Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa về cả những cái
công việc, những cái vật mà Chúa cho chúng con trong đời sống này, Chúa ạ. Chúng con yêu mến các tạo vật vì các tạo vật là những là Chúa dạy dỗ chúng con trên các tạo vật. Các tạo vật truyền những cái dạy dỗ của Chúa cho đời sống của chúng con. Chúng con cần phải biết tiếp nhận lấy Chúa. Chúng con phải biết nhận lấy Chúa. Alleluia. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Alleluia. Bởi vì khi chúng con nhận, chúng con ăn thì chúng con mới lớn và chúng con mới trưởng thành, chúng con mới sự khôn ngoan. Và chúng con ăn 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 từ ăn sữa, ăn bột và cho đến ăn thức ăn cứng trong đời sống của mình. Nên chúng con sẽ nhận lấy việc dạy dỗ, như là chúng con phải trưởng thành để quản trị các công việc của giao phó. Tất cả những con cái của chúng con đang đứng ở trên mọi lĩnh vực nơi cao. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Và chúng con cầu nguyện biết ơn Chúa. Nhân danh Chúa Cha, chúng con thánh thần. Amen. 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 Hallelujah. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ Cha, chúng con ngợi khen Ngài trong buổi sáng hôm nay. Đầy phước hạnh của Ngài, xin Ngài đổ thần của Ngài trên chúng con. Thần khôn ngoan, thần hân sáng, mưu luận, thần mặn sức, thần hiểu biết, thần kính sợ Ngài trên chúng con. Vận hành trên đời sống của chúng con, để chúng con làm theo đúng ý của Ngài. Chúa ạ, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều để mỗi ngày chúng con hạ mình và được Ngài dạy dỗ, kiện chất, sửa trị, huấn luyện chúng con, để chúng con được trưởng thành và lớn lên. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Ngài bày tỏ cho chúng con, để Thánh Linh Ngài làm chủ đời sống của chúng con, ngự trị trong lòng chúng con, dẫn dắt chúng con. Thánh Linh của Ngài làm cuộc cầm về cơ nghiệp của chúng con, cho đến kỳ Chúa chọn. Chúa đã định những ngày, những người mà Chúa đã chọn, Chúa, để chúng con ngợi khen Ngài, chúc tụng ngợi khen Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều, bởi sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài, tình yêu của Ngài tuôn tràn trên chúng con, bao phủ lấy chúng con. Cảm ơn Cha nhiều lắm, tình yêu của Ngài thật là lớn lao trên đời sống của chúng con. Chúng con được ở trong tình yêu của Ngài để chúng con biết yêu những gì Chúa yêu, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, bởi Ngài đã bắt môn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu của Hội Thánh, Chúa. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là đầy đủ của gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Hội Thánh là cơ quan quyền lực của Đấng Tối Cao đã dựng nên, Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong Đấng Christ, chúng con là Hội Thánh của Ngài, Hội Thánh Mercy of God mà Chúa đã tạo dựng nên chúng con, để chúng con hầu việc Ngài. Chúng con là chân tay, là thân thể của Ngài, để mỗi người một công việc, Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa thêm sức cho anh chị em chúng con mỗi ngày, để chúng con xây dựng hội thánh của Ngài ở tấm lòng của chúng con, cho cứng, cho được mạnh mẽ, cho mỗi ngày thân thể của Ngài được phát triển trên đời sống của chúng con, Chúa. Con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện cho các hội thánh địa phương, hội thánh tư gia, hội thánh toàn cầu mà Chúa đã đặt để trên từng con người một, bởi tất cả mọi người yêu mến Ngài, những người mà Chúa kêu gọi đó là hội thánh của Ngài, Chúa, để chúng con cũng cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo để biết chất dắt hội thánh của Ngài cho đúng theo ý Ngài, Chúa, trong đúng trong mọi lẽ thật của Ngài, Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa đổ đầy những tài năng tri thức của Ngài trên họ, để họ mới có sự khôn ngoan thông sáng và đi theo đúng ý của Ngài, để dạy dỗ cho chiên của Ngài ở các hội thánh mà họ đã chân dắt, Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, bởi tin lành Đức Trời mà Chúa đặt để từng hội thánh một, từng những người lãnh đạo, để họ mới đi và làm theo đúng ý của Ngài, làm theo theo chương trình của Ngài. Ôi sứ mạng tiền định mà Chúa đặt để cho họ, để họ chu toàn sứ vụ của họ, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa để họ không có đi theo những giáo lý giáo điều của con người, nhưng đi theo mọi lẽ thật của Ngài, Chúa ạ, tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin tình yêu của Ngài tuôn tràn trên chúng, trên họ, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài nhiều lắm, mỗi ngày Chúa bày tỏ cho anh chị em chúng con, để chúng con biết đứng vững trong vị trí của chúng con, Chúa ạ. Ân điển, nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng con được cứu, không phải sức của chúng con, nhưng sự ban cho của Ngài, để mỗi ngày nhờ ân điển của Ngài ban cho chúng con được dễ dàng đi theo Chúa, dễ dàng những làm những công việc
khó lớn và khó nữa Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều để chúng con trung tín trong việc nhỏ, Ngài ban cho chúng con việc lớn. Chúa còn cảm ơn Ngài, xin Ngài dạy dỗ cho chúng con mỗi ngày để trong ngày chúng con được trưởng thành trong Ngài Chúa. Con cảm tạ ơn Cha nhiều. Chúng con yêu Ngài nhiều lắm bởi sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài. Cảm ơn Cha nhiều. Chúng con yêu Ngài, yêu anh chị em chúng con. Chúng con thành tín cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Đúng Amen. chưa? Cái lời Chúa đã chờ con, chờ con cảm Ngài, chờ Ngài dạy dỗ con, chờ con cảm Ngài rất nhiều vì Ngài huấn luyện con, chờ Ngài dạy dỗ con về bài học, về bạn đã sẵn sàng lấy vợ chưa, chờ con cảm Ngài rất nhiều vì Ngài cho con thấy được chờ hình ảnh của một người lãnh đạo, chờ một người mà cầm đầu trong gia đình, chờ ô, và điều này không phải chỉ trong gia đình, chờ ô Ngài đã dạy dỗ con, chờ hôm nay chúng con cầu nguyện cho các lãnh đạo hội thánh của Chúa nha. Cảm Ngài rất nhiều vì Ngài để các lãnh đạo cho các người cha, người chú, người những người đi trước cha hướng dẫn dạy dỗ và huấn luyện chúng con cha. Cảm Ngài rất nhiều vì tất cả sự trả giá của họ cho cái việc mà họ đã dám bước vào những cái miền đất hứa cha, họ bước vào những cái nơi mà có những cái gọi là phải trả giá để đọc được những cái phần thưởng, cho đọc được những cái sự mầu nhiệm của Chúa cha, để rồi họ ban cho ông con sao con cảm này rất nhiều sao vì cái sự trả giá, vì cái sự chiến đấu của họ sao trong cái việc mà tìm đến cái miền đất tốt hơn, cho tìm đến một cái nơi tuyệt vời hơn, cho những người đi theo họ, cho những con người mà sẽ đi sau họ, cho những người con của họ, cho con cảm ngài rất nhiều, cho con nguyện xin ngài hãy giúp đỡ tất cả các lãnh đạo, cho để họ là những con người thật sự là tuyệt vời, cho những con người mà biết gọi là đem cái sự hòa bình, cho đem cái sự bình an cho đến trên những con người ở trong hội thánh, cho những con người ở dưới quyền của họ sao, để rồi họ được họ dạy dỗ đầy đủ cho công dân của Chúa, cho dân sự của Ngài, cho hội thánh của Ngài, cho tất cả những cái sự mầu nhiệm của Chúa trời, để rồi thật sự hội thánh của Chúa được nhúng chìm trong nước trời sao, ô vì nước trời là đầy giải trong sự bình an vui vẻ và công bình, cho con cảm ngài rất nhiều, sơ cầu nguyện xin ngài ở cùng hướng dẫn tất cả lãnh đạo sơ, là họ là những con người mà đem lại cái sự gọi là đại giải cái sự an bình trong cái nơi trong cái lãnh thổ của họ, cho cái nơi mà họ được Chúa đặt để sơ, nhất là trong hội thánh, trong trong hội thánh, cho trong cái nơi mà ngài đặt để họ, để họ huấn luyện, họ dẫn dắt đồng chiên của ngài, cho con cảm ngài rất nhiều xa, cho con cầu nguyện xin ngài hãy cùng để rồi họ cũng là những con người mà đem cái sự hưởng của mình ra xã hội nữa, cho họ phải khiến cho các con cái của Chúa cho là những con người mạnh mẽ, cho những con người đại giải quyền năng của Chúa cho bước ra khỏi xã hội, cho để rồi đánh chiếm những cái miền đất khác, cho để rồi họ không có bị xã hội này tấn công, cho họ tư duy của họ cho thay đổi, cho họ phải biết rằng họ là những con người con cái của vua trời cha, và họ bước ra xã hội này sẽ không để cho xã hội này, không để cho các thế lực bên ngoài sao để gọi là hạ thấp tiêu chuẩn của họ, cho họ họ không bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh và lời nói của thế gian hay ma quỷ sao, vì tất cả những cái lời đó chỉ là dối trá sao, ôi dù là nó có kéo họ ra xa rồi chúa chơi để đầu trở nên gọi là nô lệ của nó sao, thì cầu nguyện rồi tất cả các lãnh đạo sẽ họ dạy dỗ con với Chúa cho để rồi cho biết được con với Chúa cho là con của Đức Chúa Trời, sẽ họ chỉ dưới Đức Chúa Trời một chút, cho không để cho một cái thế lực nào có thể chà đạp lên họ cho để rồi họ trở nên gọi là nô lệ của nó sao, nô lệ thế gian này, cho nô lệ cho công việc, cho nô lệ trong tiền bạc, cho nô lệ trong cái các mối hệ đó, cho nô lệ trong những cái Babylon cộng của thế gian này, cho của tôn giáo nào đó, chào cô nguyện ôn này đắm nát tan tất cả đó, cho để đầu ngày dạy dỗ ngày đặt để cái sự không ngon không sáng và đầy giải lễ thật màu nhiệm của ngài cho những người lãnh đạo, cho để dạy dỗ con cái Chúa ôi là những con người cực kỳ mạnh mẽ, cho biết gọi là vững vàng ở ngoài xã hội, cho và chính họ cho là những con người mà làm gương, cho họ phải mạnh mẽ, cho họ phải là Amen. những người không để cho gọi là xã hội này nó tấn công đến hội thánh, cho và không khiến cho hội thánh bị quy phục, Amen. cho
Nhưng mà hội thánh phải là những người mà lãnh đạo xã hội, sao hội thánh là những người mà đưa ra luật pháp, sao đưa ra sự dạy dỗ, sao con cảm này rất nhiều, sao và con nguyện sẽ ngã cùng đi đâu, những lãnh đạo sao họ là những người làm gương cho, họ là những người chịu trách nhiệm cho, người chịu trách nhiệm cho, họ chịu trách nhiệm trước tất cả những cái việc mà ngài đặt để trên họ, cho chịu trách nhiệm trước những đồng chiêu của ngài, cho họ chịu trách nhiệm trước gọi là cái sự no đủ, cả sự sức khỏe, cả về tất cả một phần cho trong công dân của Chúa, cho để đầu hậu thánh của Chúa, cho không không bị ốm yếu, cho luôn luôn gọi là hướng tới sự tăng trưởng, cho hướng tới phát triển, cho vì Chúa mà muốn cho lãnh đạo là phải những người như vậy, cho họ luôn mong Amen. ước, cho để đầu cho công dân của Chúa, cho chiên của Chúa được ăn đầy đủ no nê nhất, cho được giàu Amen. sang nhất cả ngày rất nhiều, sao có cầu nguyện rồi ngày mở mắt tất cả lãnh đạo, sao để họ không có nhốt mình vào trong những cái sự hiểu biết, trong cái sự dạy dỗ cũ kỹ nữa, sao họ phải bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, sao để đập nát tất cả những cái đền thờ nào đó cũ kỹ, sao tất cả những sự dạy dỗ giáo lý cũ để dập nát cái, sao để họ nhìn thấy được cái miền đất to hơn, sao miền đất đầy hứa hẹn hơn, cái sự chỗ tuyệt vời hơn, để rồi họ không giới hạn Chúa của mình vào trong cái quan điểm, vào trong cái hệ thống thế giới quan của họ, sao con cảm ơn rất nhiều, sao có con nguyện sẽ ngã cùng đại thần của ngài, sao nhất là chính là nước trời, sao được đưa qua các lãnh đạo, rồi các anh có một sư sứ đồ tiên tri, sao của những người trong dòng chảy tiên là nước trời, cho con nguyện gọi là cái sự không thần của ngài, cho đổ đài trên sân đai Elisa, sao ở cùng tất cả đồng ngũ của ông, chơi tất cả những người ở trong thánh đại sứ quán nước trời, sao và cũng như dòng chảy mà xuyên gót của con, sao là những người mà đem cái sự giàu sang cho hội thánh của Chúa, cho những người có cái miệng đất mà đầy đủ những thức ăn no đủ cho hội thánh của Chúa, cho công dân của Chúa trở thành những con người lãnh đạo, trở nên con người giống Chúa, sự biết quán trị Amen. ngay cầu để đầu những cái là người lãnh đạo, sao những cái người mà được Chúa cầm đầu để làm đầu đó, sao họ họ thấy được, cho họ thấy được cái điều đó, sao họ thấy được cái miền đất tốt này, sao họ thấy được miền đất nước trời này, sao họ họ tin lành nước trời này, sao để họ đến mà họ 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 họ, họ gia nhập vào trong đó, sao họ họ cái nối mình vào trong cái dòng chảy tiếng lành nước trời, và kết nối mình vào trong dòng chảy mercy God, trời dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa, trời để rồi qua dòng chảy đó sự ô sự cái DNA của ngài sẽ được tung đổ, sẽ tung đổ vào trong tất cả các nhánh các hậu thánh mà đang bị gọi là ốm yếu, sẽ đang bị thiếu sức sống của Chúa, sẽ thiếu dòng chảy sống của ngài. Đạo thần ngài sẽ đã giải cho con sự ở từ nhà thiên địa và thấy được cho sự bất yếu của mình, cho cái sự thiếu thốn của mình, cho để họ biết đi ra, cho họ biết để nhìn vào những nơi khác, cho họ giống như là Abraham đó, sao ngày ngày đã dẫn Abraham ra khỏi cái trại quan ra để nhìn vào bầu trời, cho vào thấu đầu, nếu mà mình đếm được ngôi sao, sao thì tất cả những ngôi sao người đếm được là con cái của ngôi sao, nên cầu nguyện rồi tất cả các thánh Chúa, cho các lãnh đạo, sao được Chúa đưa ra, được Chúa dẫn ra, sao những cái vào trong cái sự dạy dỗ của chúng, vào trong cái miền đất mà Chúa mong muốn họ, để họ 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 được nhúng chìm vào trong những cái tiên lành nước trời, sẽ nhúng chìm vào trong sự dạy dỗ tuyệt vời mà Chúa đang mong muốn khát khao đặt để lên trên họ, sao cầu nguyện hãy giúp đỡ họ, sao con cảm này rất nhiều, sao của con cầu nguyện cho tất cả hậu thánh của Chúa, sao hậu thánh của Chúa, sao ô là con của ngài, sao họ là Chúa Jesus Christ là đầu, sao ô để đầu hậu thánh của Chúa, sao không có cái sự chia rẽ, sao không có sự mà ngắt không có sự chia rẽ với nhau, sao họ hiệp nhất với nhau, sao hiệp nhất trong thân thể của Chúa, sao để nhờ vào đó mà được Đấng Christ người cầm đầu, sao dẫn dắt họ, sao để họ được còn, sao không trở nên ốm yếu, sao trở nên què quẹt, sao nhưng mà họ được Chúa làm đầy đủ, sao làm được ngày ngày cho cả phần thân thể của ngài, sao làm cho không thiếu thốn gì hết, sao vô cùng nguyện những cái sự chia rẽ mà không đạt được Chúa, là bước xa hay chờ rồi cái sự chia rẽ giữa giữa hội thánh của Chúa và Babylon thì phải xảy ra, sao để đầu chia tất cả những cái sự gian ác của những cái sự dạy dỗ những cái sự thần học Babylon, thì phải chi phải bị thánh theo bị đốt đổ hết trà để đầu những cái sự dạy dỗ mà khiến cho hậu thánh, khiến cho con cái Chúa này yếu đuối phải phải vứt bỏ hết trà, mà con cái Chúa phải trở nên giống ngài,
và cai trị sao, họ là những người mà Chúa dạy dỗ để trở thành người lãnh đạo sao, người cầm đầu sao. Ôn cảm Ngài rất nhiều sao, ôn dân tất cả anh chị em con cho Ngài sao, cảm Ngài rất nhiều về bài học Ngài dạy dỗ con sao, để ông con biết áp dụng, con biết thực hành và làm theo những gì Ngài dạy bảo sao. Ông cảm Ngài, con nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Lạy Cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Ngài yêu anh chị em chúng con, yêu những con người, yêu hội thánh của Chúa. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho các hội thánh, các lãnh đạo. Xin Chúa hãy ban thần của Ngài, thần khôn ngoan, thần thông sáng, thần hiểu biết, thần mưu toan mạnh sức, thần kính sợ Ngài trên các hội thánh ngày nay, Chúa ạ, để chúng ra khỏi những bóng tối của những con người và đem hội thánh trở về tình yêu ban đầu của Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì các hội thánh ngày nay làm theo lề luật của thế gian, làm theo luôn là theo sở thích của mình mà thôi. Chúa ơi, xin Chúa ban cho các hội thánh và các nhà lãnh đạo biết nhìn ra mọi lẽ thật của Chúa đã bày tỏ cho chúng con qua lời của Ngài. Xin Chúa cho họ mỗi ngày biết làm sao họ làm việc của bản thân mình để là những người lãnh đạo, để giúp các hội thánh của Chúa trở nên những nàng dâu của Ngài, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu thương anh chị em chúng con. Giờ chúng con là những hội thánh mà Chúa lập nên cho chúng con bằng lời của lẽ thật, Chúa ạ. Chúng con nhận biết qua lời của Chúa để chúng con là những dòng chảy mới và cuối cùng chuẩn bị cho Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho các hội thánh ngày nay nhận biết và để tháp vào chúng con để nhận biết được sự công bình của Chúa, kính sợ Ngài, Chúa. Xin Chúa ban cho các lãnh đạo, các hội thánh được yêu mến lẽ thật của Ngài, yêu sự công bình của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho những người, những các lãnh đạo mà hiểu lẽ thật, đem bày tỏ lẽ thật ra cho tất cả mọi người nhận biết. Chúa, xin Chúa hãy ban cho những người lãnh đạo đó có thêm đức tin và lòng yêu thương để dẫn dắt những nhân sự của Chúa, những bầy chiên của Chúa, để họ mỗi ngày khôn lớn trưởng thành hơn trong Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng con là những người mà Chúa muốn đào tạo, chúng con là những người lãnh đạo tương lai. Xin Chúa cho chúng con kiên trì trong sự học hỏi của Chúa để chúng con được nhận biết mọi lẽ thật của Ngài và sự bày tỏ của Ngài nơi hội thánh, sự thương xót của Chúa, để chúng con ra đi để dùng những điều mà Chúa dạy chúng con nơi hội thánh, sự thương xót của Chúa, để chúng con làm việc để mà chuẩn bị những cho Chúa những hội thánh tinh tuyển, những nàng dâu của Chúa, cho chúng con mang được dòng máu của Chúa là DNA của Ngài. Chúng con sẽ làm việc đắc lực hơn trong đời sống của mình. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, Ngài đã gieo và tất cả lời chân lý lẽ thật của Chúa cho chúng con để chúng con ăn nuốt học hỏi để làm theo điều Chúa dạy. Xin cho chúng con luôn tỏ lòng biết ơn những người làm ơn cho chúng con, để chúng con luôn được những ơn phước của Ngài ban cho chúng con mỗi trời, vì Ngài là đứng và đầy lòng thương xót và giàu lòng như dệt mọi lẽ thật để ban cho chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, xin cho chúng anh chị em chúng con hết lòng thì hạ mình khiêm nhường để mà đón nhận mọi sự dạy dỗ của Chúa, để cho chúng con trở thành người lãnh đạo tương lai, phải có được mọi tính cách của Chúa, tính nét cân cách của nước trời, Chúa. Bởi vì Chúa không muốn những cái lãnh đạo ngày nay chỉ biết khoe mình trong mọi công việc mà họ làm thôi, nhưng mà họ không biết làm sao để nuôi dân sự của Chúa con lớn. Xin Chúa hãy ban thần của Ngài để mở mắt mở tai cho chúng con, mở mắt mở tai cho những người lãnh đạo, để họ nghe những lời chân lý lẽ thật của Ngài, để họ sớm thay đổi tất cả những sự dạy dỗ cũ kỹ đó mà tiến đến sự mới chọn lành và sự mới mẻ trong thời kỳ cuối cùng này, Chúa, để chuẩn bị cho Chúa những nàng dâu của Chúa. Chúa, con cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con, yêu tất cả những con người đang tìm kiếm Ngài, tìm kiếm để lẽ thật của Ngài. Xin Chúa hãy bày tỏ mọi lẽ thật cho các lãnh đạo để họ sớm đón nhận những điều này và sửa đổi lại bản thân, sửa đổi lại cũng chỉ để mà chuẩn bị cho Chúa những
hội thánh sạch sẽ trong trong ngày. Chúa ạ, con cảm ơn Chúa ngày dìu dắt chúng con đi trong mọi lẽ thật để chúng con bày tỏ. Thì xin Chúa cũng ban thần khôn ngoan thông sáng của Chúa để chúng con ăn học trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng con phải cần có những kiến thức của Chúa để chúng con nạp vào chính là lời của Ngài để mở mang tâm trí chúng con nhiều hơn. Cảm ơn Chúa, xin Ngài ban chúc, ban phước lành của Ngài, chúc phước lành của Ngài cho con ngày mới được mọi sự bình an và tươi mới trong Ngài. Chúng con cảm tạ Cha, chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Chúa. Lạy Cha kính yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đáng được vinh hiển, Ngài đáng được tôn quý và quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, Ngài dựng nên chúng con đây theo ý muốn tốt lành của Ngài, mà muôn vật mới có và được dựng nên. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con ở trong tình yêu của Ngài, tình yêu của Chúa Cha, tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu của Đức Thánh Linh, yêu nhau quyện vào nhau để rào ra các muôn vật. Chúng con đây, Chúa ơi, chúng con biết chúng con là ai ở trong Ngài, và chúng con phải loại trừ ra tất cả những cái yếu tố ngu sợ lười ra khỏi đời sống của chúng con, bởi vì Ngài đang đào tạo chúng con. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho các lãnh đạo, cho hội thánh, là chúng con cầu nguyện cho chính chúng con, cho chính hội thánh mà Ngài xây được nên chúng con đây. Chúa ạ, chúng con ngợi khen Ngài để chúng con loại trừ hết tất cả những cái sự ngu lười sợ hãi, những lời ăn nói tiêu cực và những cái hành vi vô trách nhiệm ra khỏi đời sống của chúng con, là những con người thì mà Chúa đang đào tạo lãnh đạo chúng con đây. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có những cái trách nhiệm và biết được cái tình yêu của Ngài, cũng như là chúng con đang cùng với Đức Thánh Linh để làm cho bản tính, bản chất của Ngài ở trong chúng con. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con bảo vệ lấy chính cái tấm lòng của chúng con, bảo vệ gia đình của chúng con, bảo vệ hội thánh của chúng con, xã hội, cơ nghiệp, đất nước của chúng con, Chúa ơi, dân nước của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con nhìn thấy được cái tình yêu của Ngài để mà đã đổ xuống trên chúng con, để cho chúng con yêu Ngài ngày càng hơn. Chúng con làm trong cái động cơ tình yêu thương, Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự ban cho của Ngài cho chúng con, để chúng con học qua cái bài học bạn đã chuẩn bị lấy chồng chưa, lấy vợ chưa. Đó là điều mà cho chúng con nhìn thấy được Chúa đang đào tạo những con người mới, những con người nam, người nữ được trưởng thành ở trong Ngài, để là những con người này để lãnh đạo Chúa, chứ không phải chỉ vỏn vẹn cho gia đình của mình không, nhưng đó là gia đình mà Chúa dùng gia đình này để mà huấn luyện đào tạo chúng con, để cho chúng con có mối quan hệ mật thiết với Ngài và ra những con người lãnh đạo trong tương lai của Ngài. Chúng con tạ Chúa để cho chúng con biết tất cả những cái chức năng là một người lãnh đạo, như là những người thợ săn, Chúa ơi, đứng phải đi tìm những cái như như là những nhà dò thám để tìm ra những cái mảnh đất hứa mà Ngài đã chỉ định cho chúng con. Chúng con phải biết trả giá, Chúa ạ. Tất cả những cái điều này là Chúa đang huấn luyện và đào tạo chúng con để cho chúng con bước vào trong vương quốc ngàn năm để mà đồng trị với Ngài. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự thần của Ngài dạy dỗ cho chúng con một cách rõ ràng, không mơ hồ, để mà cho chúng con thực hiện ý muốn của Ngài. Và thần mạch sức của Ngài cũng đã đổ xuống trên chúng con rồi, để cho chúng con biết là những người lãnh đạo, là thầy tư tế thánh của Ngài trong cái vai trò lãnh đạo trong tâm linh thuộc linh này, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa mỗi ngày Ngài tăng trưởng phần tâm linh của chúng con trong cái độ tuổi đức tin, độ tuổi thuộc linh mà chúng con đã được học và chúng con được ăn nuốt để trở thành thịt, đường gân thớ thịt trong đời sống của chúng con đây. Chúa ơi, biết bao nhiêu những lẽ thật, biết bao nhiêu những thức ăn khủng, thức ăn thánh mà Ngài đã trang bị cho chúng con. Chúng con phải có cái thái độ, đó là cái thành phần thứ ba của nước trời, để chúng con biết trân quý Ngài, yêu kính Ngài và đón nhận những cái lời
thì Ngài dạy dỗ cho chúng con qua những cái bài tập để chúng con lăn xả vào, chúng con tìm đủ mọi cách để cho chúng con ăn nuốt với chính những cái thức ăn đó, để mà nằm vùng ở trong lòng của chúng con, đường gân thớ thịt của chúng con, đó là bản tính bản chất của Ngài đang huấn luyện chúng con. Vì chỉ có những cái bản chất bản tính của Ngài, những thức ăn thánh của Ngài nằm ở trong chúng con sẽ không bị thiêu rụi và cháy rụi đi. Chúa ạ, à, chúng con cảm tạ Chúa, sự dạy dỗ của Ngài ban cho chúng con thật là tuyệt vời, để cho chúng con ăn nuốt và trưởng thành trong sự thông biết, và chúng con cũng biết được cái trách nhiệm người leader cũng phải là thông biết luật của Ngài, giữ gìn luật của Ngài, giữ luật của Ngài. Thì nữa, bởi vì khi chúng con giữ luật pháp của Ngài ở trong chúng con, thì Ngài biến môi miệng của chúng con là môi miệng của Ngài, Chúa ạ. À, thầy tư tế cần phải có những cái ý phẩm chất của nhà vua. Chúng con cảm tạ Chúa cũng cho chúng con biết là những người lãnh đạo của thuộc linh cũng là một bác sĩ chữa lành về tấm lòng tan vỡ. Biết bao nhiêu những con người thì tan vỡ như chúng con cũng đã từng tan vỡ, thì chúng con thấu hiểu điều đó, như Chúa cũng đã là Thiên Chúa mà cũng trở nên làm người để Chúa thấu hiểu hết tất cả con người, và Chúa để cho con người không kiện cáo được bất cứ một điều gì của Đức Chúa Trời. Và chúng con cũng vậy Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa Ngài hiện tại tất cả những gì mầu nhiệm và quý báu của Ngài bày tỏ cho chúng con, để chúng con biết được ý muốn của Ngài, để Ngài đào tạo chúng con trở nên những con người cốt lõi, ý có những cái giá trị cốt lõi của Ngài ở trong chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều, và chúng con cũng biết được rằng chúng con là con cái nhà vua, và chúng con mang cái dòng giống cao sang của Ngài, thì và chúng con mang DNA của Ngài, để chính DNA của Ngài đi vào tất bất kỳ chi thể cơ thể nữa, Chúa ạ. Ngài muốn chúng con là một nguồn sống, qua chúng con là một nguồn sống cho những con người khác, và cũng là câu trả lời cho biết bao nhiêu những con người thì bế tắc. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì những cái sự ban cho của Ngài cho chúng con thật là lớn lao, để mà qua đó chúng con nhìn thấy được chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng con. Và khi chúng con biết trách nhiệm nhà vua thì chúng con cũng làm chính trị theo cái ý, giá trị của nước trời, chứ không phải là làm chính trị xong cái kiểu mà tồi bại của thế gian. Chúa dùng chúng con để làm một cuộc cách mạng hết tất cả, lại lập nền theo cái lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự dạy dỗ của Ngài cho chúng con, để chúng con mang dòng giống quý tộc của Ngài, cao sang của Ngài, loại trừ đi ra khỏi những cái ý tư duy nô lệ hèn kém, để mà Chúa đào tạo cho chúng con ngay ở trên đất này, để trở nên những con trai con gái ý nhà vua. À, chính chúng con cũng vậy, chúng con cũng phải biến và đào tạo cho hội thánh của Chúa trở thành hoàng hậu sủng ái của Ngài, bởi vì Ngài đã đặt để chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài, và chúng con làm cho dân Ngài, con trai con gái của Ngài trở thành hoàng tử công chúa của Ngài nữa. Chúa ơi, chúng con Chúa vì tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho chúng con, và Ngài đặt để nhà của Ngài là hội thánh sự thương xót của Ngài đây, Ngài xây trên đời sống từng anh chị em của chúng con, để chúng con biết trân quý những điều Ngài ban cho chúng con, để những công việc mà Ngài giao cho chúng con. Mỗi anh chị em của chúng con có một công việc, con là những hoa trái đầu mùa, những công việc của Ngài ban cho chúng con nhỏ, chúng con trung tín trong việc nhỏ. Có những lúc điều con sai, chúng con dám nhận trách nhiệm về cho chính mình, thì Ngài sẽ ban thẩm quyền càng cao cho chúng con học điều đó. Xin Chúa đập nát hết tất cả những sự ngu muội ra khỏi đời sống của chúng con, ra khỏi con đây, để chúng con nhìn thấy được tất cả những sự chân quý của Ngài ban cho chúng con, để chúng con không thể nào giống như Adam thứ nhất để đổ thừa đổ lỗi. Đó là một sự khốn nạn. Chúng con đập nát hết tất cả thứ đó ra khỏi anh chị em của chúng con, là dòng giống nhà vua gieo sang, biết được Amen. giá trị của chúng con đang có. Ồ Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã ban cho chúng con là hội thánh, là cơ quan quyền lực cao nhất của Ngài trong cõi sáng tạo này, nên nhiệm vụ và trách nhiệm của hội thánh sự thương xót của Ngài
và tương ứng với thẩm quyền trên trời dưới đất mà Ngài ban cho chúng con. Amen. Hội người, hội thánh của chúng con đây là thân thể của Ngài, là phần nối dài của Chúa Jesus Christ trên đất này để nhận biết và triển khai đi thực hiện tất cả những gì mà Ngài thì muốn dạy dỗ cho các bậc cầm quyền trên trời và khắp đất, toàn bộ hệ thống nguyên tắc giá trị vương quốc của Ngài trong đặt để ở trong chúng con và qua chúng con nữa, Chúa ạ. Ơn Chúa thật nhiều, và Ngài đang đào tạo cho anh chị em của chúng con, cho các sinh viên ở trong trường thần học nước trời này để trở nên trụ và nền của lẽ thật, và để đào tạo ra những con người là trụ cột của bất cứ nơi nào nữa, Chúa ơi. Để bởi vì Chúa đã chọn chúng con đến cho chúng con, và chúng con cũng là một câu trả lời của Chúa cho tất cả mọi vấn đề của nhân loại này. Để Chúa và chúng con cần phải học học, chúng con cần phải hạ mình khiêm tốn để học, bởi vì thì Chúa không muốn dòng dõi con nhà vua bị ngu sợ lười. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều vì sự ban cho của Ngài cho chúng con, bởi chúng con biết được rằng chúng con đã được sinh lại từ trên cao. Quê quán của chúng con là ở trời. Chúa đã gửi chúng con xuống này để mà làm khâm sai đại sứ cho vương quốc của Ngài, để chúng con có những cái thái độ của nhà vua. Chúng con cảm ơn Chúa để luôn luôn tâm trí của chúng con phải đứng ở trong sự cao sang. Chúng con không thể nào để cho những cái sự ngớ ngẩn cũng như là tâm trí não bộ của chúng con để đơ được, Chúa ạ. Đó là một sự khốn nạn mà Chúa không thể nào chấp nhận được khi mà Chúa đã trả một cái giá quá đắt, đổ máu chết thay và được sống lại toàn thắng và đổ thần của Ngài xuống trên chúng con, để cho chúng con luôn sống phải ý thức, nhận thức được cái giá trị chúng con sống từng giờ, từng phút ở dưới trần gian này. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con để mặc lấy cái con người mới mà Ngài đã trả giá đắt, để mà chính Adam thứ hai, để chúng con mặc lấy con người mới mà được Chúa chuyển giao những cái công nghệ tạo dựng nên con người, để chúng con phát triển con người mới của chúng con, phát triển con người mới là con người có ba phần: phát triển về mặt tâm linh của chúng con, Chúa ơi, phát triển về mặt linh hồn của chúng con, để chỉ thị thân thể của chúng con phải thực hiện theo ý muốn của Ngài. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con nhìn thấy được những cái ý phương hướng và cái điều mà Chúa muốn cho hội thánh của chúng con, đó là về phát triển về thuộc linh, phát triển về nhân cách của chúng con, tính cách của chúng con giống Ngài, phát triển về chuyên môn. Chúa ơi, mà Chúa đã trao cái phần chuyên môn đó cho chúng con rồi, đó là công nghệ làm người, để mà chúng con làm ra những con người giống Ngài. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều, và chúng con cũng học cách quản trị, học cách lãnh đạo. Ồ, Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ và cũng như là chỉ dẫn cho chúng con nhiều cái phương cách, và cũng nhờ bảy thần của Ngài để cho chúng con làm phát triển cái mối quan hệ của chúng con bảy hình thái với Ngài ngày càng hơn, để sự khôn ngoan thông sáng của Ngài đổ đầy dẫy trên chúng con, và nhất là thần kính sợ Ngài để nuốt sạch hết tất cả những cái sự sợ hãi khác ra khỏi đời sống của chúng con, và chúng con sống sự sống của Ngài, dòng chảy mới và cuối cùng, để cho tất cả những cái dòng chảy khô hạn khác bao nhiêu thời đại để thác vào ổ hội thánh của chúng con, thác vào cái dòng chảy mới và cuối cùng này, để trở nên sống động và trở nên là một hoàng hậu sủng ái của Ngài, và Ngài nhìn thấy, Ngài vui cười và Ngài sẵn sàng trở lại với chúng con và đem chúng con về với Ngài. Chúng con yêu Ngài, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có những con người lãnh đạo của ở trong Chúa, dám trả giá cho Chúa đã cho chúng con, và chúng con biết ơn mục sư Sunday Alaja, sứ đồ và gia đình của ông mục sư Post, cũng như là chúng con biết ơn nhà mục sư tiên tri Roslan, cũng như mục sư Natalie, là những người gương mẫu để cho chúng con nhìn theo và chúng con thấy được ngay trước mắt này, bởi vì Ngài đã nhúng chìm chúng con trong tin lành nước của Ngài, để chúng con nhìn thấy rõ ràng không có xa xôi gì hết, ngay thời đại của chúng con sống mà chúng con đang được hưởng và được ăn nuốt những lẽ thật mà trả giá mà cho chúng con ăn nuốt đây. Và chúng con cảm tạ Chúa, và Chúa đã gửi cho chúng con người cha, người thầy, thì
người mục sư đã chào là mà ông trả giá bao nhiêu năm để mà có một cái cơ nghiệp lớn lao mà giờ đây ông đã truyền tải cho chúng con, và ngài đã yêu chúng con qua ông mục sư Nguyễn Mạnh Cường để cho chúng con, đời sống của chúng con nhận biết được Chúa yêu chúng con dường bao, để cái thái độ biết ơn của chúng con, để những gì Chúa có là những gì cha có là của con, và những gì mà ông có ông cũng truyền tải hết cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, và chúng con cũng là những người lãnh đạo tương lai. Những gì chúng con có thì chúng con cũng truyền tải hết cho dòng giống của chúng con, dòng giống thánh của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con biết ơn nhau, chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hôm nay Phương có không? Come on. Dạ, mời Pastor Cường. Hallelujah. Ora za kracha doyo. Cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Ô, vì lòng thương xót nhân từ cho chúng con. Chưa? Cảm tạ ơn Cha vì chúng con có Đức Chúa Trời làm chủ của mình. Đức Chúa Trời là Cha chúng con. Ơn tạo hóa. Ô, là Cha chúng con, là Thầy chúng con, là bạn chúng con, là anh chúng con. Chưa? Ora za kracha ngài người yêu chúng con. Ô ngài là chồng chúng con, Chúa Sakadabagudu, ô ngài tất cả trong tất cả chúng con, Chúa ơi, ô rơ cảm tạ Chúa Cha, cảm tạ Đức Chúa Thánh Linh, cảm tạ Chúa Giêsu, ô rơ Sakadabagudu trong Chúa Giêsu khi chúng con trở thành tạo vật mới hoàn toàn, Chúa ô rơ cơ chúng ta ơn Cha vì chương trình kỳ diệu mà ngài đã ô thiết kế và hoàn thành cho chúng con trong Chúa Giêsu, Chúa ô cái phần của chúng con là phần của Adam thứ hai ở trong Chúa Giêsu đó, Chúa ơi. Ô tạ ơn Chúa Giêsu đã hy sinh, ô để bày tỏ Đức Chúa Trời ra cho chúng con, và đặc biệt là bày tỏ chính chúng con ra nữa, Chúa ạ. Ô rasa kadari rasa kadari nhờ Chúa Giêsu mà chúng con ô ở trong đời này, ô là con người mới của Ngài, cả các con người giống Chúa Giêsu, Chúa ạ. Sakadabagudu, ô con người giống Ngài, ô rasa con người tư duy cao sang, Chúa ạ. Ô tư duy có trách nhiệm, ô tư duy phân tích, tư duy sáng tạo, ô tư duy tổng hợp, Chúa ạ. Sakadabag tư duy chiến lược, Chúa ơi. Sakadabagudu tư duy gây dựng. Ô rasa mọi tư duy ô cao sang của ngài thuộc của chúng con, Chúa ơi. Ô tư duy của dòng giống vua trời, ô tư duy của hoàng cung, ô Đức Chúa Trời, tư duy của người làm chủ, tư duy người cõng săn, tư duy người mạnh mẽ, tư duy người công bình, shaka tư duy của người nhịn nhục, người yêu thương, ô rasaka da barabu, ô shaka da barabu, ô chúng con thực sự hoàng hậu sủng ái của ngài, chưa ạ? Ô rasa chúa ơi, con cầu nguyện để chính các anh em chúng con đây, chưa ạ? Ô rasaka phải trở thành cái trụ cột trong nước trời, ô rasaka da barabu để không bị lui đi mà ngài đấy là buồn lòng, chưa ạ? Ô rasaka da barabu mà phải trụ cột trong nước trời, ô trở thành trụ cột trong nước trời, shaka da barabu, gọi thần sốt sáng của ngài cho chúng con, chưa ạ? Ô rasaka để chúng con vứt hết đi, ô tất cả những sự mê hoặc đời này, ô con gọi sự chết của ngài trên mỗi chúng con, chưa ạ? Ô rasaka da barabu trên từng chúng con trong nhóm đặc biệt của ngài, trên từng chúng con là hội thánh sự thương xót của ngài, chưa ạ? Sự chết Chúa Giêsu trên gia đình chúng con, trên cơ nghiệp chúng con, sự chết Chúa Giêsu trên vợ chúng con, trên chồng chúng con, trên anh chúng con, trên em chúng con, trên cha mẹ chúng con, ô sự chết Chúa Giêsu trên con trai chúng con, trên con gái chúng con, chưa ạ? Saka sự chết của ngài trên business của chúng con, ô trên tài chính chúng con, trên kinh tế chúng con, Saka sự chết ngài trên sức khỏe chúng con, sự chết ngài trên mọi mối quan hệ chúng con, chưa ạ? Ô Saka, ô sự chết của Chúa Trời hãy đến, hỡi sự chết Chúa Trời hãy đến thì chúng con, chưa ạ? Một cách dồn dập, ô Saka một cách dư thừa, chưa ạ? Ô đến dồn dập dư thừa, ô ở trong và ngoài, ô từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ô từ phải sang trái, ô ra đông tây phương bắc, ô ra đông tây nam bắc, rồi đầy ngập sự chết ngài, đầy cho chúng con, chưa ạ? Saka đã để chúng con đi đâu cũng cái sự chết của ngài, chưa ạ? Ô ra Saka khi chúng con trên đời này, khi chúng con trên đất này thì đi đâu chúng con thấy sự chết của Chúa, chúng con mở mắt ra thấy sự chết của Chúa, chúng con nhắm mắt lại thấy sự chết của ngài, ô chúng con thức cũng thấy sự chết của ngài, ô chúng con ngủ cũng thấy sự chết của ngài, chúng con ở trong thành cũng thấy sự chết của Chúa, ngoài đồng thấy sự chết của Chúa, chưa ạ? Ở trong mọi nơi mọi chỗ, chưa ạ? Mọi công sở trên đường đi, ô lái xe, ô cũng thấy sự chết của ngài, chưa ạ? Ô ra Saka đi lại đi bộ cũng thấy sự chết của ngài, ngồi cũng thấy sự chết của ngài, đứng cũng thấy sự chết của ngài, nằm thấy sự chết của ngài, chưa ạ? Ô ra Saka nghĩ cũng thấy
chết của Ngài. Shakadabadabu nghĩ đến sự chết của Ngài. Shakadabadabu nói đến sự chết của Ngài. Orosakadabadabu với sự chết của Chúa Trời. Rồi Chúa Jesus Christ hãy rửa cho chúng con, đổi chúng con một cách không chừng mực nữa. Orosakadabadabu để chúng con mặc lấy sự chết hoàn toàn Chúa. Để sự chết của Ngài nuốt sạch chúng con Chúa. Orosak để con người cũ nó không còn tác động được nữa Chúa. Trong danh Chúa Jesus Shakadabadabu bởi khi chỉ khi chúng con chết, ôi chúng con được xứng đáng mặc lấy con người mới, xứng đáng sống lại Chúa ơi. Urasaka một tai nạn. Urasaka ở trời, hội thánh của Chúa Trời đó là không mặc sự chết của Chúa. Họ cứ thích phước hạnh, thích sự sống nhưng mà không chịu chết thì làm sao mặc được sự sống lại Chúa? Vì sự sống của họ là sự sống ngặt nghèo, sự sống tạm bợ thời gian, sự sống ăn gì uống gì mặc gì, sự sống mà khốn nạn hơn tất cả mọi sự. Bởi vì trông cậy Chúa ở đời này mà thôi. Trông cậy Chúa để mà được cứu, trông cậy Chúa để mà được phước hạnh. Urasaka trông cậy Chúa để giải cứu công việc, gia đình, người thân của mình, con cái, vợ chồng, cha mẹ của mình, Shaka mà thôi. Thì trông cậy Chúa đời này mà thôi thì khốn nạn hơn hết Chúa. Shaka đã khốn nạn hơn kẻ vô tín, khốn nạn hơn tất cả mọi kẻ. Shaka đã bắt mình như chưa đủ, nhưng chúng con không phải những kẻ như vậy Chúa. Oraka chúng con kẻ trông cậy Chúa Trời, cho mặc sự chết của Chúa và dũng cảm gọi sự chết này trên chúng con Chúa. Bởi vì có cái điều mà Urasaka đã bằng nhiều đỉnh cao sự chết Ngài, đó là sự thạnh nộ Chúa Trời, sự thạnh nộ của Ngài. Chúng con gọi chén thạnh nộ Ngài cho chúng con Chúa. Urasaka đã bằng chén thạnh nộ của Ngài trên con trai con gái chúng con, chén thạnh nộ của Ngài trên công việc chúng con, trên tài chính chúng con, trên sức khỏe chúng con, trên thạnh nộ của Ngài trên mỗi chúng con Chúa. Trong danh chúng Urasaka đã để đốt sạch khi đi tất thể sự dơ bẩn ô uế, để phán xét và triệt hạ, để hủy diệt hết tất thể những cái tư duy, những cái tâm tình, Urasaka đã những cảm xúc, những ý muốn khát vọng xấu xa bỉ ổi của con người cũ Chúa, sự thạnh lộ của Chúa để cắt khỏi chúng con ra khỏi cái điều gian ác đó Chúa ơi. Shaka để cho nên thánh, nên thánh cho Ngài Chúa, cho mong muốn là hoàng hậu sủng ái của Ngài, mong muốn trở thành nàng trinh nữ tinh, tinh sạch cho Ngài Chúa. Shaka đã ban du số quân điện đã ban du cái khát vọng mà chúng trở thành sinh nữ tinh sạch cho Ngài đó, để chúng không muốn có một điều gì xấu xa, một điều gì mà Ngài buồn lòng cho dấp dính chúng con được Chúa ơi. Để khi ấy thì sự cầu nguyện cho chúng con trong hội thánh của Chúa, trong chi thể của Chúa mới là hiệu nghiệm. Khi đó chúng con có đầy đủ tư cách để cầu thay cho các mục sư, các lãnh đạo chưa ạ, cho hội thánh. Khi chúng con cất tiếng cầu nguyện cho hội thánh, thì sự cầu nguyện chúng con là sự cầu nguyện của lòng thương xót, của lòng nhân từ chưa ạ, ra ra của sự đoán định tất cả công việc sana chưa ạ, chứ chẳng phải sự xét đoán loài người Shakadaba, chứ chẳng phải sự xét đoán mà kiêu ngạo mà bị diệt đâu Chúa ơi. Shakadaba Shakadaba Shakadaba. Hallelujah. And in the Barasaka, do you Urasaka, Babrigi, Urasaka, and the Church of God, the Gang Chen Gon, the Chu Tang Chua, Chu Tang, the Yet Mature, Chu Tang, the Team Chua, Yu Chua, Urasa, Yu Chua, và tin Ngài, tin tất cả mọi lời của Ngài. Urasaka, đã bây giờ luôn thấy rằng mình có rất nhiều thời gian. Urasaka, vui mừng vì có rất nhiều thời gian. Chúng con đầy ngập thời gian, Chúa, vì chúng con cả cõi đời đời nữa, cả cõi đời đời của chúng con nữa, Chúa. Chúa vui mừng khôn xiết, Chúa, vì chúng con hội thánh trời thương của Chúa có vô số thời gian, Chúa. Urasaka, vì chúng phải vỗ mõm hết tất thảy những con người cũ chúng con. Nó nói rằng không có thời gian. Urasaka, chúng phải mõm hết tất thảy người đấy, bẻ răng và cắt lưỡi của nó. Con người cũ chúng con, Babylon khốn nạn chúng con, chúng diệt nó vì nó kẻ dối trá. Urasaka đã bắt trong danh Chúa Christ. Urasaka ngài nói chúng con có cả cõi đời đời, Chúa. Urasaka đã bắt và chúng con nhìn thấy cả cõi đời đời đó, Chúa ơi. Và chúng con đang sống, chúng con làm đấy là vì cái cõi đời đời đó, chúng con tin là cõi đời đời đó nên chúng con mới sống. Mới gọi này là Chúa đó, Chúa ơi. Urasaka đã bắt và chúng ta ơn Chúa về mọi công việc thật nhiều, Chúa. Là vì ngài muốn chúng con giàu có, Chúa. Đây ngài chúng con, ngài cho chúng con thật nhiều công việc, Chúa. Trong thời gian này họ muốn giàu có, họ cũng làm rất nhiều việc, Chúa ơi. Urasaka thì chúng con muốn thật giàu có trong nước của ngài, muốn thật hùng mạnh vĩ đại trong nước của ngài, Chúa. Vì thế chúng con cũng làm rất nhiều công việc trong nước của ngài, Chúa. Urasaka cái việc mà mang sự sống đời đời, cái việc của ngài, chứ việc của thế gian, việc thế gian thì nó mang sự chết mà thôi. Urasaka bề ngoài nó tưởng như nhân đức nhưng bên trong nó chối bỏ quyền phép của đức tin của nhân đức đó, Chúa ơi. Urasaka Urasaka ta ơn Chúa. Khi chúng con
Hãy yêu Ngài, chúng con mặc quần mới đó, chúng con thực sự là trụ cột của thế gian này. Chúng con có thể đứng vững ở trong các nơi đổ nát để cầu thay cho hội thánh, cầu thay cho các chức vụ, cầu thay con người, cầu thay gia đình, cầu thay người thân của mình, cầu thay cha mẹ con cái của mình, chưa ạ? Urasaka vì con cái, cha mẹ chúng con hay người thân chúng con họ nhìn thấy sự sáng nơi chúng con, chưa ạ? Mọi lời cầu nguyện lần này xin vô tích sự, mọi lời hủy phá cũng vô tích sự, chẳng có gì cả. Nếu mà họ không nhìn thấy sự sáng nơi chúng con, Chúa ơi, và chúng con cũng hiểu rằng cái lời cầu nguyện của chúng con sẽ chẳng hiệu nghiệm nếu mà chúng con không trở sự sáng, chưa ạ? Nếu trong chúng con có sự tối tăm, có sự gian ác, thì là sự tăm nó lớn biết được nào. Shakadababalin, cái lời cầu nguyện đấy nó chẳng lên được đến trần nhà. Nó lên trần nhà, nó rơi xuống đất. Shakadababalin, nó quay trở lại với lòng chúng con và tiếp tục giết chúng con. Urasaka chúng con, không phải vậy, chúng con Urasaka là sự sáng của thế gian, chưa ạ? Urasaka là sự sáng như chính bản thân mình. Trước khi sự sáng thế gian, chúng con sự sáng cho chính bản thân mình, Chúa ơi. Trước khi yêu mọi người lân cận, Chúa ơi, yêu chính bản thân mình, Chúa ạ. Sợ yêu kế hoạch của Chúa dành cho mình, yêu ý muốn của Ngài dành cho mình. Khi ấy thì chúng con mới đứng ở nơi đổ nát để cầu thay cho hội thánh, cầu thay cho chi thể của Chúa Trời, cầu thay cho giáo hội, cầu thay cho các hệ phái giáo phái, Chúa ạ. Cầu thay cho mục sư, các lãnh đạo, cầu thay cho lãnh đạo cơ đốc, Chúa ạ, để họ thực sự là cơ nghiệp chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Các cửa chúng con mở ngày em đều không đóng, Chúa ạ. Để chính Ngài ra vào trước hết, Chúa ạ, để dạy dỗ, dạy sửa trị chúng con, dẫn dắt chúng con, ra sẽ để phán xét chúng con, Chúa ạ, nâng đỡ chúng con, ra và sử dụng chúng con trong danh Jesus. Ira sakadabaduru urosokodabadasakadidididududududu chúng con, bản thân chúng con huấn luyện tất cả các chức vụ sứ đồ, tiêu chí thầy giảng, giáo sư, mục sư, cho ạ. Và bản thân chúng con cũng dưỡng thương và chữa lành cho tất thảy các chức vụ sứ đồ, thầy giảng, giáo sư, tiên tri, mục sư, chưa ạ? Để chúng con phóng thích họ ra, cởi trói họ ra, chưa ạ? Ban sức mạnh cho họ, ban cho họ thần của sự làm con, chưa ạ? Ban cho họ thần khôn ngoan thông sáng, ban cho họ lẽ mầu nhiệm của lời Chúa Trời, chưa ạ? Ban cho họ sự mầu nhiệm nước thiên đàng mà Ngài đặt để chúng con đây, chưa ạ? Để đào tạo họ trở thành trụ cột của nước trời, thành những trụ trong đền thờ Chúa Trời, Chúa ơi, để khai phóng họ ra, cho các châu lục Âu, Á, Mỹ, Phi, Úc, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Cho anh tạ ơn Chúa, vì Ngài đã làm trên hội thánh sự kiểm soát Thiên Chúa của cách mạng thần học, Chúa ạ. Chúng con không phải reform, chúng con không phải cải cải chánh, chúng con vượt quá sự cải chánh, Chúa ạ. Cải chánh là chỉ không vẫn giữ nguyên nền tảng. Ra vào đây chúng con cách mạng, cho ạ, là chúng con cất hảo cái đền tảng cũ đi, cho ạ, như lời Chúa nói, đập bỏ, phá bỏ cái đền thờ đi, ta xây đền thờ mới, Chúa ơi. Thì chúng con như vậy, chúng con phá bỏ cái đền thờ cũ đi, tức là đền thờ cũ kỹ của thời gian này, đền thờ mà đến nền tảng là sự cứu rỗi thôi. Ra vào sự hiểu sai lệch về nước trời đó, chúng đập tan nát, cho ạ, chúng đập từ nền, cho ạ, đập tất cả các trụ, các cột của nền thần học thế gian này, chúng đập nát tan tành hết trong danh Chúa Jesus. Chúng ta cái nền tảng đời đời đó thần học nước trời, chưa ạ? Vì nước trời có trên muôn vật, nước trời cai trị trên muôn vật, nước trời có tất cả mọi sự trong đó, trong danh Chúa Jesus. Shakadabarasakadabunduri tóm tất thảy mọi sự trong mọi loài, chưa ạ? Hội thánh của Chúa là trụ và nền lẽ thật. Hội thánh của Chúa tóm mọi sự trong mọi loài. Shakadabunduri và cái nền thần học cũ đây nó không tóm mọi sự trong mọi loài được, nó tách ra mọi thứ, và nó làm tê liệt hội thánh của Chúa Trời, hội thánh thật của Ngài. Chúng con đến và phá đổ nó đi, cho đập bằng cho một cuộc cách mạng cho nền thần học này. Đặt để tất cả các chức vụ sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, giáo sư, mục sư ra sao, cho ban cho những khái niệm mới, những khái niệm hoàn toàn mới, cách dạy dỗ hoàn toàn mới, chưa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Shakadabamriu rasakadabamdulchi
Hallelujah, ngợi Thiên Cha, cảm tạ ơn Chúa yêu dấu chúng con. Hallelujah, ngài thật là kỳ diệu, ngài thật là tuyệt vời, ngài thật là vinh hiển Chúa. Tạ ơn Cha thật nhiều, ngài chọn lựa chúng con. Tạ ơn Chúa về mọi lẽ thật, huyền nhiệm ngài dạy chúng con trong mọi sự Chúa. Lẽ thật về vương quốc thiên đàng, lẽ thật thật học nước trời. Lẽ thật hôn nhân gia đình, trong thật học nước trời đó Chúa ơi. Lẽ thật về giải cứu, về chữa lành, lẽ thật đu đủ các loại lẽ thật Chúa. Những lẽ thật mà vượt quá sự hiểu biết của loài người, những lẽ thật mà chổi đồng loại Chúa. Bởi vì ngày sức giàu chúng con trổ đồng loại cho ngày sức giàu chúng con trổ đồng loại sức giàu chúa phá tan anh để anh một kìm cho và đặc biệt là phá tan trong cái tâm linh chưa, không những chỉ gọi là hủy hoại những con quỷ lặt vặt con quỷ lớn nó xà tăng nữa thôi đâu chưa, mà sự sức tàu của ngài giúp chúng con nhận biết được trời đi thẳng vào trái tim của ngài chưa và ở trong đó luôn trong danh Chúa lợi thiên cha rồi chúng con Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa về tất cả những người chưa chúng con người đã sinh chúng con ra trong đấng Christ bởi tin lành vương quốc của Chúa trời chưa tạ ơn Chúa sư đồ Sandra mục sư Boss vợ của ông và con trai con gái của ông tạ ơn Chúa về những anh chị em chúng con đi trước cho những mục sư sứ đồ tiên tri đi trước chúng con Ruslan Serbuk Natalia Patapaiva các mục sư của những đại sứ quán nước trời cho ạ nguyện cho họ cũng được khẳng định được mạnh mẽ trong nước trời cho ạ Urasaka Chúa ơi những điều gì mà con nhận được ở đây nữa cho ạ thì họ nguyện họ cũng ban cũng nhận được cái phần lãi của chúng con cho ạ để họ cũng làm giàu cho cả cơ nghiệp của họ nữa Chúa ơi trong danh Chúa Christ Urasaka tạ ơn cha ngợi khen Chúa vinh hiển thay là ngài Chúa Hallelujah chúng con yêu ngài chúng con yêu các hội thánh của ngài Chúa ô biết nàng dâu của Chúa nên trách nhiệm chúng con ô ra ra ngài đại cho thật lớn Chúa ô khi mà hồi phục hội thánh của ngài ô chất ship của thánh toàn cầu Chúa ô ra cải tạo đổ hội thánh toàn cầu Shakadababu là một thánh toàn cầu của ngài lên ô trong trắng tinh đường Chúa trở mạnh mẽ trưởng thành đầy đủ tất cả bộ phận ô đẹp lòng ngài tất cả mọi sự Chúa ơi trong danh Chúa Giêsu cảm ơn Chúa ô ra chúng con đi lên với Chúa ô qua lời cầu nguyện phẫu thuật này Chúa thẩm thấu vào trong tất thảy các giáo phái hệ phái thẩm thấu đời sống của từng cá nhân các lãnh đạo cơ đốc Chúa ô tương lai cũng như hiện tại Chúa cả để biến đổi đời sống họ ô để đặt đèn trong lòng họ đặt đèn thần học cho họ trong danh Chúa Jesus bởi lời cầu nguyện này Chúa bước vào ô trong lòng của tất thảy các lãnh đạo cơ đốc trên toàn thế giới ô đặc biệt là người Việt Nam đặc biệt người châu Á ô để cách mạng thần học trong lòng họ trong danh Chúa Jesus cả để cách mạng thần học tại châu Á cách mạng thần học tại châu cách mạng thần học tại châu Mỹ cách mạng thần học tại châu Phi cách mạng học tại châu Âu Chúa ơi trong danh Jesus Christ Sakada Baduri Shala Babri Sakada Ora Sakada Babri Ora Brasa Chiru Duru Duru Ô từ cho chúng con cho ra những vua cao sang những dòng dõi cao sang đó cho họ đứng ở trên đỉnh các núi Ora Sakada tất cả mọi đồi Ô để mọi dân tộc một thứ tiếng sẽ đổ về với họ cho Ora Sakada Binduru vì luật pháp ra từ chúng con luật pháp ra từ hội thánh sự thương Thiên Chúa ra từ cái dòng chảy sự thương Thiên Chúa này Ô lời Đức Trời ra từ cái trường thần học nước trời này trong danh Chúa Giêsu Sakanda Bambujus Engira Bambujuru Ô Rasta để các dân các nước Ô dân ngoại được cứu hết đủ số Ô Rasta ca và dân Israel Ô tỉnh thức lại Ô và nhìn thấy Ô cái dòng chảy này mà tháp vào Chúa ơi mà được cứu Ô Rasta ca vì chúng con nhận thức rằng chúng con là câu trả lời của Ngài Ô cho tất cả lời cầu nguyện này xin Ô của các tổ của đức tin chúng con của Israel cũng như của dân ngoại Ô Rasta ca Bambujuru trong danh Chúa Giêsu cho ngợi khen cha cảm tạ ơn Chúa Ô biết ân điển lớn của ngài trên chúng con chưa bao phủ hoàn toàn tuyệt đối cho chúng con chưa ô để khi ô rasakadabu để con thực hiện hoàn thành trách nhiệm của mình chưa trách nhiệm của hoàng hậu sùng ái của chúa ô rasakada xứng đáng họ của ngài chưa ô để mà dạn dĩ đứng trước mặt ngài trong ngày phán xét chúa ơi và cùng với ngài đồng trị ô ở trong cái trên trời ô phán xét ngài chi phái xuyên phán xét các thiên sứ ô cùng với ngài dựng lên loài người theo hình ngài tượng ngài để quản trị muôn vật cùng ngài dựng trời mới đất mới chúa ơi con tạ ơn cha thật nhiều ô chúng dâng mọi vinh hiển quyền phép cảm tạ chúc tụng đều thuộc về ngài chỉ vì ngài với chúa cha chúa con chúa thánh thần amen 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 amen